Ngân xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món cơm gà hạt sen. Mình ăn cơm hàng ngày hoài cũng ngán, hôm nay thì mình sẽ đổi khẩu vị với món cơm gà hạt sen nha các bạn. Wow, trời ơi, cái đùi gà nó thơm ơi là thơm luôn á. Một cái nguyên liệu rất là quan trọng mà không thể thiếu đó chính là hạt sen. Mình sẽ dùng là 100g nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho hạt sen vào trong một cái nồi, rồi mình vo cho nó sạch nha. Các bạn nên mua cái loại hạt sen quế để làm cái món cơm gà này nha. Sen quế thì ăn nó rất là ngon nè, và có cái mùi thơm nữa. Hạt sen mình rửa sạch rồi mình cho vào trong cái nồi nè. Tiếp theo là mình sẽ đổ nước vào. Và các bạn cho mình là bằng khoảng 600ml nước nha. Mình sẽ luộc hạt sen trong vòng 15 phút nha. Và trong thời gian mình luộc hạt sen đó các bạn, bây giờ mình sẽ đi vo gạo nha. Gạo này thì mình sẽ dùng là 300g nha. Thì tùy các bạn, nhà mình ăn nhiều thì các bạn có thể nấu nhiều thêm nữa cũng được nha. Bây giờ thì mình sẽ đi băm cái phần hành tỏi với gừng nhé. Thì mình sẽ dùng là 50g nhé các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trộn cái phần gia vị để mình ướp gà nhé các bạn. Mình sẽ dùng đây là một muỗng canh hạt nêm, và cho vào đây là nửa muỗng canh đường nè, 1/4 muỗng canh bột ngọt, 1/4 muỗng canh tiêu xay, và bột nghệ mình sẽ dùng là nửa muỗng canh nhé, để tạo cho cái màu của cái món cơm của mình nó đẹp hơn nè. Và dầu hào mình sẽ dùng nửa muỗng canh. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần gia vị này lên nha các bạn. Mình sẽ dùng là một góc đùi gà nha các bạn. Nè, cái miếng đùi gà này là 300g nha. Bây giờ mình sẽ ướp vào đây là tỏi với hành tím, phân nửa thôi nha các bạn. Mình chừa lại phân nửa để xíu nữa mình phi cho nó thơm nha. Và cái phần gia vị này nè, mình sẽ cho vào phân nửa nha. Mình sẽ thoa cho cái miếng gà này thật là đều với gia vị nha. Mình thoa đều cả hai mặt luôn nha các bạn, mặt bên da và mặt bên thịt nữa nè. Như vậy thì gà của mình nó mới thấm gia vị và nó thơm, nó không có cái mùi tanh nha. Rồi gà này thì mình sẽ ướp trong vòng 15 phút nha. Hạt sen nãy giờ mình nấu cũng được 15 phút rồi. Đây bây giờ mình sẽ ăn thử cái hạt sen của mình nó chín mềm chưa nha. Hạt sen phải chín mềm thì ăn mới ngon nha các bạn. Hạt sen chín mềm rồi, mình tắt bếp luôn. Bây giờ mình sẽ đổ hết cái nước với hạt sen ra ngoài cái thố nha các bạn. Mình dùng cái nồi hồi nãy mình luộc sen để mình nấu luôn nha các bạn. Và cho vào trong nồi là 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ cho cái phần tỏi với hành tím nãy mình chừa lại đó các bạn. Cho vào mình phi hết luôn. Phi cho nó vàng thơm lên ha. Bắt đầu các bạn thấy hành tỏi hơi vàng rồi, mình sẽ cho gạo vào. Gạo nãy mình đã vo rồi, mình để cho nó ráo đó. Nấu cơm mà các bạn phi hành tỏi như vậy á thì cơm của mình ăn nó rất là thơm ha. Mình trộn đều lên nè. Gạo này thì các bạn xào tầm khoảng 1 phút là được nhé. Sau đó mình sẽ cho hết cái phần gia vị nãy mình chừa lại nè, mình cho vào trong gạo nha. Rồi trộn đều lên nha các bạn. Các bạn nhớ là phải trộn cho thật là đều nha, để cho cái phần gia vị này nó thấm đều với gạo nè. Để mình trộn mà không đều, cái chỗ trắng, chỗ nó vàng á, nhìn nó không có đẹp mắt lắm. Rồi ha, bây giờ mình sẽ
vớt hạt sen nè. Đây, mình sẽ cho hạt sen, mình rắc hạt sen đều lên. Hạt sen thì các bạn nên cho ở trên mặt như vậy nè, nhìn nó đẹp. Đó, mình gian gian cho nó đều đều ra nha. Sau khi cho hạt sen lên xong thì mình sẽ cho vào là cái đùi gà nè. Đó, cuối cùng thì mình sẽ chế cái phần nước hạt sen vào luôn. Mình cho hết nước hạt sen vào rồi để nắp lại nấu luôn. Nấu với lửa thật là nhỏ luôn nha các bạn. Rồi, cơm mình đã nấu chín rồi nha các bạn. Thì tổng thời gian nãy giờ mình nấu là tầm khoảng 15 phút nha. Các bạn có nghe cái tiếng cháy lớp bớp ở bên dưới không? Chắc chắn là cái món này sẽ có cơm cháy nha. Wow, các bạn nhìn nè, da gà vàng ươm nè. Cơm cũng vàng nữa. Khi mà dở nắp ra thì cái mùi cơm nó rất là thơm luôn. Wow. Dùm nhấp cái đùi gà ra trước nha các bạn. Đó, sau đó mình sẽ bới cơm vô trong cái chén nha. Tăng tăng, đây, cơm gà mình đã cho ra ngoài dĩa rồi nè. Đây, trời ơi, cái đùi gà nó thơm ơi là thơm luôn á. Thịt gà mềm nè, cái da nó ăn dai dai rất là ngon luôn các bạn. Mình nấu theo cái kiểu này á, nấu cơm rất là nhanh luôn. Đây, sẽ ăn thử một miếng nè, cơm với hạt sen nè. Cơm thì chín mềm nè, hạt sen thì ăn nó bùi bùi và rất là thơm luôn. À quên nữa, cái món này á, thì mình sẽ ăn chung với lại tương ớt và nước tương nha các bạn. Kèm với lại một ít dưa leo và cà chua nữa. Để ăn đi, xong rồi tới con. Rồi, các bạn có yêu thích video của mình á, thì hãy nhớ cho mình một like nhé. Chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.